lạnh cha ngày nay những nhóm xung được bằng hang ông pi từ lũ chăng cha từ lũ chăng dân đến hay dân đi thời gian nơi từ lũ đi thời gian sport now hay tít cha tít đốm hay đang bền tít. Okay, hello everyone, today I would like to show you about the make dessert sweet potato, or we can say that purple potato. So what we're gonna need it is purple potato and palm sugar, a little bit salt, and coconut milk. Yeah, so it's easy and tastes so nice. Let's go to the show. Bạn tốt vì dương chất tầm lộn hào ý nó dương đã thèm tất cả bào rồi dạp bên đập răm này tì. Tất nó dương đã cả bào dương, hàng cả bào dương dương thèm vì đập răm này tì. Okay, after we peel off the skin and we cut potato, put in the water, you know, clean it for like 10 minutes. Ok, bần tọa môi dương đã tẹo ấy cái đai nữa. Bây giờ dương đã tẹo cái đai hơi. Bàn dương chạm coconut nữa. Dương chạm tích đồn, chạm tích đồn trồn. Dương cổ vì mà sử dụng chẳng hết nữa. And then when the pan get hot, and then we pour coconut milk and stir it well, you know, stir it well. And we add like palm sugar into it. So, yeah. Ok, bình đoạn mà dừng lại score cho score thế nào đó dừng cô vì mà sử dụng hướng tới ở vì chỉ dừng khắp cái này dừng cô vì mà sử dụng và bị bình tí chẳng hạn nè. After we add palm sugar and we stir it. Ok, dừng cô vì bà hai chỉ bị bình tí chẳng hạn trong dừng đậm bở mà sử dụng cà phê nè. We add one cup spoon of salt after we stir it for a few minutes, you know, to like look like this. Yeah. Cha vậy tới cứ dân cô từ lâu nâng ao vì cô to tại tha vì ắt chọp khnì chẳng hết nè. Cha ao vì ham chọp khnì vì ắt chọp khnì tới bản nhanh. Cha dân cô vì tới bật bị bên tì cô một đòn bị bên tì cô một đòn to thì từ lâu mình chẳng lo chẳng hết nè. Yeah, and then we stir it right till very done. So we want the sugar, palm sugar and sweet potato, they go into together, you know. So we take time like a few minutes, and we cover it. A few minutes later we stir it again till it's ready, it's well done. Đồng lông chân cha đồng lông chân rồi hai cứ cứ viêm viêm việc bạn đi nhé. Ok, everybody is ready now, you know, look so tasty, so try it first. Lấy sạch bông á, sạch nhâm mửa tay ơi, viêm viêm việc bạn nè nhé cha, viêm việc bạn nè.
Everybody, so try at home, okay? Try this recipe at home and you will know about the taste. And it's so good, you know? It's like the dessert, the sweet potato, okay? So I hope you liked my video and don't forget to subscribe and turn on the notification bell. When I upload new video, you can see all my videos. Thank you for watching, and so I wish you have a nice day with your family. Okay? Cha, ơn con bác ơn bạn mới tôi sẽ nói chuyện ông mới nhé. Các nhóm xong chung bó ai sống việc sống sống bạn không không phương xa. Okay? Bye bye, chụp cái video lâu dài tiền.